Xin chào tất cả các bạn nhé. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chuyển đổi cột mạng từ mạng ETH sang mạng Arbitrum nha các bạn. Tức là mạng ETH Layer 1 mình sẽ chuyển sang mạng ETH Layer 2 thôi nha các bạn. Để claim dự án IM Token này các bạn, đến từ nền tảng của Blockstack Galaxy này các bạn. Thì để chuyển đổi cột mạng được thì các bạn cần tích hợp mạng Arbitrum vào nha các bạn. Thì các bạn mở trình duyệt của tất cả bạn nha các bạn. Trình duyệt Wiki Browser của tất cả bạn ra nha các bạn. Các bạn gõ là từ khóa là chaylist.org nè các bạn. Rồi sau đó các bạn tên em thì các bạn gõ là từ khóa là Arbitrum nha các bạn. Rồi sau đó bấm vào connect nha các bạn. Rồi sau khi connect xong thì bấm vào mục add wallet nha các bạn. Vì mình đã add wallet rồi các bạn. Connect luôn nè các bạn. Rồi các bạn nhập mật khẩu mình vào nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào mục Add to MetaMask nha các bạn. Rồi các bạn xác nhận này các bạn. Rồi các bạn bấm chuyển mạng nha các bạn. Như vậy là các bạn đã tích hợp được mạng Arbitrum, tức là mạng ETH Layer 2 rồi nha các bạn. Rồi sau khi các bạn đã tích hợp xong thì các bạn chuyển lại mạng ETH chính của các bạn đi bạn. Là cái mạng Layer 1 tất cả các bạn nha các bạn. Rồi sau đó các bạn việc nhấp vào cái link chuyển đổi cột mạng này các bạn. Các bạn chuyển đổi của mạng này coi chừng có AirDrop Retro Access này các bạn. Rồi các bạn dán vào các bạn connect với mạng Ethereum của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi khi vào các bạn bấm vào connect nha các bạn. Nó có một connect các bạn connect nha các bạn. Vì mình đã connect rồi các bạn. Rồi sau đó thì các bạn deposit vào ETH ở trên dưới của tất cả các bạn nha các bạn. Thì ETH này các bạn có thể mua trên sàn Binance hoặc là Huobi. Thì để rẻ hơn thì các bạn mua trên sàn xt.com nha bạn. Thì phí gúp phí ra của nó là tầm có khoảng các bạn gúp tầm có khoảng mắc 3 đô mấy 4 đô các bạn. Rồi thì mình đã balance của mình là có 0.0065 ETH này các bạn. Mình sẽ chuyển đổi sang layer 2 nha các bạn, tức là mạng Arbitrum đó các bạn. Rồi các bạn bấm vào deposit nha các bạn. Rồi thì giao dịch nó trong vòng 10 phút nha các bạn. Thì khi các bạn chuyển qua mạng Arbitrum thì các bạn rút token ETH ở trên mạng Arbitrum của tất cả các bạn thì tầm mắc có khoảng 8 ngày các bạn mới rút được nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào mục More Arbitrum. Rồi các bạn xác nhận nha các bạn. Mình chuyển từ mạng ETH sang mạng Arbitrum là phía ra mình sẽ mắc là 0.003 ETH các bạn, tầm khoảng 6 đô luôn. Rồi các bạn nào muốn chuyển thì các bạn bấm vào mục xác nhận nha các bạn. Sau khi các bạn đã chuyển xong thì các bạn nhấp vào cái link claim này các bạn. Vậy mình chuyển sau nha các bạn. Rồi các bạn chọn mạng lại là mạng Arbitrum nha các bạn. Rồi các bạn chọn là mạng Arbitrum đi các bạn. Đây thì mình sẽ chuyển sau nha các bạn, vì mình còn ít quá nên mình chuyển cũng không đủ được. Đầu ta mình đã mới tích hợp bằng Arbitrum rồi. Arbitrum đây các bạn. Rồi sau đó các bạn connect nha các bạn. Connect với nền tảng của Galaxy. Blockchain Galaxy nè các bạn. Rồi thì các bạn sẽ hiện được những con NFT các bạn đã tham gia dự án IM Token đây các bạn. Thì mình đã được 8 NFT này các bạn. Thì các bạn chọn mắt nha các bạn. Rồi bạn bấm vào một claim. Rồi các bạn sẽ tốn một chút phí ra nha các bạn. Các bạn tốn tầm được khoảng bao nhiêu phí ra đây. Rồi các bạn sẽ claim những NFT này. Các bạn sẽ tốn là 0.0029 ETH nữa nha các bạn. Rồi vậy để mình claim sau và mình sẽ update cho hướng dẫn các bạn bán sau những NFT này nha các bạn. Rồi vậy video của mình đã hướng dẫn các bạn claim dự án IM Token đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video tiếp theo từ mình nhé.